Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 6 giờ hơn của ngày 7 tháng 7 năm 2021. Báo cáo với các bác, vào lúc tối qua rơi vào cỡ khoảng tôi làm video clip ấy, về dịch bệnh Covid, thì tôi thấy rằng là cái thông tin đó quan trọng hơn, cho nên tôi chia sẻ với các bác. Còn cùng thời điểm đó thì tôi cũng đã nhận được tin rằng là một thành viên của nhóm Báo Sạch là anh Lê Thế Thắng, hay còn gọi với biệt danh Thắng Sói, thì đã bị bắt, đã bị khởi tố, thực ra là bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú vào thời điểm đó rồi, trước khi báo đăng. Đây không phải là cái sự việc gọi rằng là bất ngờ hay là mới, bởi vì với những người như bọn tôi thì biết rằng là đây chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy thông qua một cái thông tin chính thức vào khoảng 10 giờ tối qua là như thế này. Cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Cần Thơ đã vừa khởi tố bị can Lê Thế Thắng vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can bị xác định là thành viên của fanpage nhóm Báo Sạch. Đây là hình ảnh của anh Lê Thế Thắng. Thế thì báo cáo với các bác, cách đó chỉ hơn một giờ đồng hồ, khi mà anh Lê Thế Thắng chưa biết mình bị làm sao thì anh vẫn post Facebook và nói về cái chuyện chuyện gọi rằng là Việt Nam from above, có nghĩa là Việt Nam nhìn từ trên cao. Đây là một bài viết cuối cùng của anh Lê Thế Thắng là Thắng Sói. Đó, các bác có thể thấy rằng anh vẫn viết thế này. Ông Thắng Sói này thì là một trong những nhiếp ảnh gia và những người quay phim bằng flycam hàng đầu Việt Nam. Phải nói rằng rất có tài, rất có tài trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Tài thì tài. Nhiều người nghĩ mình rằng là mình có tài ở mặt này, nhưng lại có tài ở mặt khác nữa. Chính vì thế, Lê Thế Thắng cùng với cả nhóm của mình là Báo Sạch, gồm có Đoàn Kiên Giang, còn Thanh Nhã, gồm có nhiều lắm, gồm có người nổi tiếng là Trương Châu Hữu Danh đó, thì cũng đã bị bắt rồi. Để biết thêm về vụ việc này thì như một cái sự tình cờ trùng hợp, bởi vì cách đây gần đúng một năm thì báo cáo các bác chỉ cần search ở trên mạng thôi là các bác ra được ngay cái mà tôi xin chia sẻ. Search được ngay cái gì? Thì ví dụ như là các bác có thể search cái từ gọi là Thắng Sói Trang Trang TV chẳng hạn. Thắng Sói Trang Trang TV, hoặc là Báo Sạch Trang Trang TV, thì các bác có thể thấy đây cùng thời điểm này của một năm trước thì tôi cũng đã là người đầu tiên để vạch mặt nhóm Báo Sạch này về vụ Hồ Duy Hải. Và báo cáo với các bác rằng là liệu đã dừng lại ở đây chưa? Và còn ai nữa? Còn ai nữa? Thưa các bác, đó, nhóm Báo Sạch còn những ai mà chưa bị sờ đời? Thì người đó tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã nhắc tên rất nhiều lần. Và thưa các bác rằng là vấn đề là sớm hay muộn là thời gian mà thôi. Nói về nhóm Báo Sạch này thì tôi xin chia sẻ với các bác. Các bác có thể search và các bác tự tìm. Họ thì nổi tiếng qua mấy cái vụ. Thứ nhất vụ BOT này. Thứ hai là vụ BOT này. Thứ hai là vụ Hồ Duy Hải. Và thứ ba nữa là liên quan tới trường đại học Tôn Đức Thắng, tức là ông Lê Vinh Danh. Và nhiều vụ nữa. Không ai cấm mấy anh chị này, gọi rằng là nhân danh chống tham nhũng cả. Nhưng nhân danh cái điều đó để chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, làm bất ổn xã hội thông qua những bài viết của mình, và bài viết sai sự thật, thì báo cáo với các bác rằng là sớm muộn gì cũng phải trả giá. Tôi xin chia sẻ với các bác đôi điều thế này về vụ Hồ Duy Hải. Họ rất nổi tiếng, nha các bác, cái thời đại đêm đó. Gần như rằng là các video clip quay ở trên cái nhóm YouTube Báo Sạch này, rồi
rồi báo cáo với các bác rằng bài viết ở trên của anh Trịnh Châu Hữu Danh này, nhưng mà có những cái thông tin có lợi cho họ thì họ đưa ra, có những thông tin bất lợi cho họ thì họ không đưa ra, và đặc biệt có những thông tin có lợi cho cả Hồ Duy Hải nhưng bất lợi cho họ thì họ không đưa ra. Bằng cái ngòi bút của mình, bằng cái nhân danh tình cảm cá nhân, bằng cách để nhân danh cả bị oan bị yếc nọ kia, họ gây bất ổn xã hội và thông tin còn sai sự thật nữa. Thế cho nên rằng là sớm hay muộn thôi, thì báo cáo với các bác rằng thời điểm này năm ngoái là tôi gần như là bị nhóm báo sạch kích ra khỏi hầu hết các nhóm, họ không trả lời. Tôi vào thẳng nơi của họ tôi hỏi, họ không trả lời, mà thay vì đó rằng họ cho tôi ra khỏi nhóm luôn. Các bác thấy khổ không? Đó, cho nên tôi đã phải làm một cái bài gọi là báo sạch nhưng không sạch. Báo sạch có sạch thật hay không? Đó, thực ra các bác có thể trả lời câu hỏi đó. Vì tại sao tôi không dùng Facebook để mà lan tỏa? Bởi vì báo cáo với các bác rằng là ngôn ngữ có cái sức mạnh riêng của nó, và clip thì có sức mạnh riêng của nó. Ngôn ngữ thì bằng một vài cái uyển ngữ, bằng kỹ thuật dùng từ, người ta sẽ có thể rằng là control đầu óc của các bác được. Đó, và dẫn hướng cái tư duy của các bác được. Chính vì thế mà tôi hay gọi rằng là dùng xảo ngôn uyển ngữ, cách dẫn dắt tâm lý từ từ để họ đưa tâm lý của người đọc sang một cái hướng hoàn toàn khác hẳn. Đó. Còn nếu mà nhìn về góc độ thông tin thì báo cáo với các bác rằng họ không có nhiều thông tin, và thông tin nhiều khi còn sai sự thật. Một ví dụ của uyển ngữ thế này mà tôi đã nói mấy lần với cả bên nhóm báo sạch ấy, đó là liên quan tới một cái từ người ta tự gọi là tiến sĩ chân vịt. Với một người bình thường thiếu hiểu biết mà chúng ta hay gọi là biểu bầy cừu ấy, chỉ biết chạy theo đám đông ấy, thì một từ gọi là tiến sĩ chân vịt thì báo cáo với các bác rằng là nghe rất là không biết nói thế nào nhỉ, nghe thì rất là gọi là một cái gì đấy nó rất buồn cười và mang tính phỉ báng, đúng không ạ? Nhưng nếu mà người nào hiểu về cái đề tài đó của ông Bùi Văn Cường làm tại Đại học Hàng Hải thì cái chân vịt là cái rất quan trọng, một bộ phận cấu thành nên cái tàu thủy. Và bằng cách tính toán khoa học, bằng cách tính toán bằng toán học về cái độ cong rồi tất cả mọi thứ của công trình đấy của Bùi Văn Cường, thì báo cáo với các bác rằng đây là một công trình khoa học rất đáng giá, rất đáng giá, chứ không phải là bình thường đâu. Báo cáo các bác là thế. Một cái tàu thủy khéo là cái chân vịt của nó có to bằng cả một cái tòa nhà ấy, tòa nhà 5-6 tầng. Vậy thì dùng chất liệu gì để chống ăn mòn, rồi thì cái độ cong như thế nào, khi bẻ lái thì tại sao hướng nước, kiểu đấy. Những cái đó các bác thể thấy rằng phải dùng cả một cái công trình toán học để mà làm. Thế nhưng bằng một cái từ rất là kiểu như thế, họ đã sỉ nhục tiến sĩ Bùi Văn Cường, bây giờ là Tổng Thư ký Quốc hội đấy, về điều này. Đây là đôi điều tôi chia sẻ với các bác. Làm gì thì làm, nhưng mà phải đúng, phải đúng. Không thể lợi dụng cái thứ mà mình cho rằng mình giỏi cái này mà mình giỏi tất cả mọi thứ được. Thì báo cáo với các bác, anh Thắng Sói là người như vậy. Nhưng còn ai nữa hay không? Thì mọi người đều biết một cái chị gì đấy khi mà rất là nổi tiếng, trước làm tại VTV24, một nhà báo. Thế rồi sau đó các bác có thể thấy rằng là bao nhiêu tâm thư, rồi bao nhiêu bài viết cũng như thế. Rồi báo cáo với các bác là bây giờ chị là người chơi chứng khoán. Các bác nào biết không? Không dám nói nhiều về vấn đề nhạy cảm nữa, mà bây giờ chị ngồi chơi chứng khoán. Các bác thấy không? Hay không? Đó. Thế cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là giờ này chị ấy cũng đang toát mồ hôi rồi. Báo cáo các bác là như vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng ở đây á, liên quan tới anh Thắng Sói thì chúng ta cũng tiếc cho một tài năng. Gì thì gì mình phải công nhận cái tài năng của anh Lê Thế Thắng, anh Thắng Sói, với những thước phim rất đẹp của mình. Nhưng đáng nhẽ anh chỉ nên dừng ở đó thôi, thì như vậy là tốt nhất. Tuy nhiên anh đã đi quá xa, và mọi thứ thì không như là mình nghĩ. Đây cũng là một trong những hội chứng người ta gọi rằng là hội chứng vĩ cuồng. Đó, bắt đầu đi quy chụp, bắt đầu đi thể hiện cái bản lãnh đối với người khác. Thì báo cáo với các bác rằng là rất khó để mà có thể rút chân ra được. Đặc biệt là khi mà dính tới tiền tài, dính tới danh lợi, và đặc biệt là dính nữa cái gì
cái điều mà tôi hay nói rất nhiều clip gần đây, cái sân si của mình, cái sân hận của mình đó, cho nên là không còn minh mẫn và tỉnh táo nữa. Tôi thì chia sẻ với các bác đôi điều như vậy, nhiều khi cũng chỉ là sự trùng hợp bất ngờ thôi, và cả các bác là thế. Bởi vì nhiều người cứ bảo rằng là từ nhóm báo sạch rồi đến Anh Thành rồi là đến mấy chị Đoan Trang rồi vân vân thì cũng đã bị bắt. Thôi, chúc các bác buổi sáng nhá, vui vẻ. Bởi vì dù sao nó cũng là trùng hợp mà, một cái sự trùng hợp thôi. Thì chúng ta chờ đợi xem đợt tới là còn có ai nữa không. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.